người cầm quyền khôi phục uy quyền. Từ ngày ông Madeline gỡ cho Fantai thoát khỏi bàn tay ra vớt, chị không gặp lại hắn lần nào nữa. Lần này đầu óc ốm yếu của chị không hiểu được một cái gì cả, nhưng chị đinh ninh rằng hắn lại đến để bắt chị. Chị không thể chịu đựng bộ mặt gớm ghiếc ấy. Chị thấy như tắt thở. Chị lấy tay che mặt và kêu lên, giọng kinh hoàng. Ông Madeline, cứu tôi với. Jean Valjean, từ giờ chúng ta cứ cái tên này mà gọi đứng dậy. Ông vẫn nhẹ nhàng điềm tĩnh bảo Fantai. Cứ yên tâm, không phải nó đến bắt chị đâu. Rồi ông quay lại nói với Javert. Tôi biết anh muốn gì rồi. Javert đáp. Mau lên. Trong điệu hắn nói lên hai tiếng ấy có cái gì man rợ, điên cuồng. Javert không nói. Mau lên. Hắn nói. Mou lên. Không có vần nào ghi sổ giọng nói của hắn. Không phải là tiếng người nói mà là tiếng ác thú gầm. Hắn không làm như thường lệ. Hắn không màu đầu gì cả. Hắn không chia tờ chat truy nã ra. Hắn coi Jean Valjean như một đấu thủ bí hiểm và có tài lẩn tránh, một đô vật lạ lùng mà hắn đã ôm ghì được từ 5 năm nay mà không đánh ngã nổi. Lần này bắt được không phải là bắt đầu mà kết thúc vậy. Hắn chỉ cần bảo, mau lên. Nói xong, hắn cứ đứng lì một chỗ. Cặp mắt hắn gắn chặt vào Jean Valjean. Cái nhìn cứ như có móc móc vào người Jean Valjean. Chính với cái nhìn ấy hắn đã quen lôi vào chồng của hắn bao nhiêu. Kẻ khốn khổ, chính cái nhìn ấy hai tháng trước đây Fantai đã thấy đi thấu vào đến xương tủy của chị. Nghe thấy tiếng ra vớt, Fantai lại mở mắt ra. Nhưng ông thị trưởng vẫn đứng đó. Chị còn sợ gì nữa? Thế nào, mày có đi không? Người đàn bà khốn khổ nhìn chung quanh. Chỉ có bà sơ với ông thị trưởng thôi, ngoài ra không còn ai nữa. Thế thì nó mày tao thô bỉ với ai vậy? Tất cả là với chị thôi. Chị dùng mình. Rồi chị còn trông thấy một sự vô lý đến nỗi ngay trong những cơn sốt mê sảng hãi hùng nhất chị cũng không hề thấy ông thị trưởng cúi đầu. Chị tưởng như cả thế giới đang tan biến. Quả vậy, Javert đã túm cổ áo Jean Valjean. Chị kêu, ông thị trưởng ơi. Javert phá lên cười, cái cười làm hắn nhe cả hai hàm răng. Ở đây làm gì có ông thị trưởng nữa. Jean Valjean không giằng tay hắn ra chỉ nói. Javert. Javert ngắt lời ngay. Gọi ta là ông thanh tra. Thưa ông, tôi muốn nói riêng với ông câu này. Nói to lên. Ai nói gì với ta thì phải nói to. Jean Valjean vẫn thì thầm. Tôi cầu xin ông có một điều. Ta bảo mày nói to lên cơ mà. Nhưng điều này phải một mình ông nghe mới được. Ta không cần, ta không nghe. Jean Valjean ghé gần hắn và hạ giọng nói thật nhanh. Xin ông thư cho 3 ngày. 3 ngày để đi tìm đứa con cho người đàn bà đáng thương này. Phải hết bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Nếu, cần thì ông cứ đi kèm tôi cũng được. Javert quát. Mày đùa ư, hồ thằng này, tao không ngờ mày lại ngu ngốc thế. Mày xin tao 3 ngày để chuồn hả? Mày bảo mày đi tìm đứa con cho con này hử? À, tốt tốt, tốt thật. Fantai run lên bần bật. Con tôi, đi tìm con tôi. Thế ra nó chưa đến đây sao? Bà sơ ơi, cho tôi biết con cô xét đâu. Tôi cần gặp con tôi. Ông Madeline ơi, ông thị trưởng ơi. Javert dậm chân. Giờ lại đến lượt con này nữa. Con khỉ có câm họng đi không? Cái xứ chó đều gì mà những thằng tù đi đầy thì làm ông nọ ông kia, còn lũ gái điếm thì được chạy chữa như những bà hoàng. Nhưng mà rồi phải thay đổi lại hết, đã đến lúc rồi. Hắn nhìn Fantai trừng trừng, túm lấy cổ áo và cravat của Jean Valjean và thêm. Tao đã bảo không có ông Madeline, ông thị trưởng nào cả. Chỉ có một thằng ăn cắp, một thằng kẻ cướp, một thằng tù khổ sai tên là Jean Valjean. Tao bắt được thằng ấy đây này. Chỉ có thế thôi. Fantai chống hai cánh tay gầy guộc vùng nhỏm dậy. Chị nhìn Jean Valjean, chị nhìn Javert rồi lại nhìn bà sơ. Chị há miệng như muốn nói gì. Cổ họng có tiếng nấc lên, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Chị hoảng hốt giơ tay lên, hai bàn tay cố sức mở ra tìm lấy chỗ bám như người ngã xuống nước đương chơi với. Bỗng chị ngã vật xuống gối. Đầu chị đập vào thành giường và gục xuống, miệng há hốc, hai mắt trợn ngược và hết thần. Fantai đã tắt thở.
Jean Valjean để tay lên bàn tay ra vớt đường nắm cổ áo ông ta, gỡ tay hắn ra như gỡ bàn tay trẻ con và bảo hắn. Anh đã giết chết người đàn bà này rồi đó. Ra vớt phát khủng lên. Đừng có lôi thôi. Tao không đến đây để nghe lý sự. Dẹp những cái đó lại. Lính đứng sẵn cả dưới nhà rồi. Đi ngay, không thì ông cùm tay lại bây giờ. Trong góc phòng có chiếc giường sắt cũ đã hư hỏng nhiều để các bà sơ ngả lưng những đêm phải thức canh con bệnh. Jean Valjean đến bên giường, trong chớp mắt giật gãy cái gióng chính cầm lăm lăm trong tay. Việc ấy đối với sức ông không khó, cái giường vốn đã long sẵn. Ông trợn mắt nhìn ra vớt lùi ra cửa. Jean Valjean tay vẫn cầm thanh sắt từ từ đến chỗ giường Fantai. Đến nơi, ông quay lại nói với Gia Vớt, giọng rất khẽ, cố ý mới nghe rõ. Tôi bảo anh đừng có quấy rầy tôi lúc này. Sự thật Gia Vớt run sợ. Hắn định gọi bọn lính, nhưng lại lo Jean Valjean thừa cơ trốn mất. Hắn phải đứng yên đó, tay nắm lấy đầu gậy, lưng tựa vào khung cửa, mắt vẫn không rời Jean Valjean. Jean Valjean thì khuỷu tay lên trụ đầu giường, bàn tay ôm trán, ngồi ngắm Fantai nằm dài không nhúc nhích. Ông ngồi như thế, mải miết yên lặng, tâm trí rõ ràng chẳng còn nghĩ đến một điều gì ở trên đời này nữa. Trông nét mặt và dáng điệu ông chỉ thấy có mỗi một nỗi thương xót vô hạn. Mơ màng một lúc lâu, ông mới ghé lại gần và thì thầm bên tai Fantai. Ông nói gì? Con người khổ sở ấy có thể nói gì với người đã chết? Những lời ấy là lời gì vậy? Người ở dương gian này không một ai được biết. Kẻ đã chết có nghe thấy không? Có những ảo tưởng rất cảm động, đồng thời lại có thể là những sự thực cao cả. Điều không ai nghi ngờ là bà Sơ Simplice, người độc nhất chứng kiến cảnh ấy. Thường kể lại lúc Jean Valjean ghé vào tai Fantai thì thầm như thế, thì bà trông thấy rõ ràng một nụ cười không sao tả được hiện trên đôi môi nhợt nhạt và trong đôi mắt đờ đẫn ngạc nhiên của chị. Jean Valjean lấy hai tay nâng đầu Fantai lên, đặt ngay ngắn giữa gối như một người mẹ sửa soạn cho con. Ông thắt lại dây rút, cổ áo chị, vén gọn mớ tóc vào trong chiếc mũ vải. Xong, ông vuốt mắt cho chị. Lúc ấy trông mặt Fantai như sáng rỡ lên một cách lạ thường. Chết tức là đi vào bầu ánh sáng vĩ đại của Chúa. Tay Fantai vẫn bỏ thõng ra ngoài giường. Jean Valjean quỳ xuống khẽ nâng lên và đặt vào đấy một cái hôn. Xong ông đứng dậy, quay về phía Gia Vớt, giờ anh muốn làm gì thì làm.